Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi hôm qua mình mới lên cái video nói về Lilith ưu ái cho newbie hả các bạn. Hôm nay thì nó lại ra thêm một đống cái sự kiện nữa các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ có một cái sự kiện để chuẩn bị cho sự kiện Tết Holiday 2024 các bạn nha. Tết Nguyên Đán. Đây là sự kiện là đoàn tụ ấm áp. Tất cả các người chơi trên server thì cùng chung tay trợ giúp để chúng ta có thể nhận được phần thưởng sau đây. 5 cuộn sum, 10 rương trang bị độc quyền đỏ. Chúng ta tiếp tục 5 cuộn sum. Bên này là 3.000 xu nội thất. Và cái rương cuối cùng thì chúng ta sẽ nhận được 10 vé ngắm sao các bạn. Cái khung này là khung, cái khung này các bạn nhìn quen không? Mấy bông 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 kiểu này giống như là cái biểu tượng của sinh nhật đó các bạn. Biểu tượng sinh nhật hồi của con Talon nó cũng giống vậy các bạn. Rồi mình sẽ bấm vào đây và trợ giúp. Mỗi lần trợ giúp thì chúng ta sẽ nhận được thêm một tí kim cương các bạn nha. Đoàn tụ ấm áp, đây là sự kiện gần như sự kiện Tết Nguyên Đán các bạn. Rồi chỗ này thì nó có một cái đó là lời mời mong đợi, thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Và coi bạn có thể dùng 100 kim cương để đổi tướng trong sự kiện. Tức là các bạn muốn nhận được tướng nào thì các bạn sẽ vào đây để các bạn bấm. Và tất nhiên rồi các bạn, chúng ta sẽ chọn tướng hay đặc biệt nha. Đừng có ngu mà chọn tướng thường các bạn. Sự kiện này là chúng ta sẽ chọn tướng hay đặc biệt chứ không có chọn tướng thường nha các bạn. Ly Beta hình như là tướng mới nó chưa cho vào đây. Lucilla cũng vậy. Và đương nhiên cái con Lavatun cũng là con tướng ngồi danh sách. Thì nếu như vậy thì đối với ạc này thì mình sẽ lấy cái con Damia. Chúng ta sẽ thử chọn Damia. Rồi mỗi ngày thì chúng ta sẽ đi thu thập nước các bạn. Bạn nào chọn sai thì chúng ta có thể bỏ 100 kim cương để chọn lại. Các bạn có thể bỏ 100 kim cương để chọn lại. Nên là có cơ hội sửa sai cho tất cả mọi người. Có cơ hội sửa sai cho tất cả mọi người. Và mình sẽ bấm đây và mình nhận nước nè. Đó, nhận nước thì sau khi nhận nước xong thì chúng ta sẽ có cái cây con và chúng ta sẽ nhận quà. Full 1.800 thì chúng ta sẽ lượm được cái con Damia. Damia. Full 1.800 thì chúng ta sẽ được Damia. Còn 1.000 thì chúng ta sẽ được 3 cuộn sum, 5 rương xích với lại 20 mồi. Cây con thì không có quà gì hết các bạn. Và thông tin ở đây các bạn xem. Chúng ta sẽ có làm nhiệm vụ mỗi ngày để chúng ta nhận được thưởng các bạn. Ví dụ như là chúng ta rút nội thất 20 lần trong xưởng này các bạn sẽ được nhận 200. Tham gia săn băng hội 6 lần các bạn nhận 400. Rồi đánh bại boss mê cung 6 lần chúng ta nhận được 400. Rất là chua các bạn, nó yêu cầu chúng ta phải đánh bại boss mê cung 6 lần. Bạn nào mà lười đi mê cung thì coi như cút nha. Như vậy thì với cái sự kiện này bạn nào mà lười đi mê cung thì coi như cút các bạn. Do đó thì các bạn siêng đánh boss băng hội với lại đi mê cung nha. Boss đánh bại boss mê cung 6 lần thì điều này tương ứng với việc là các bạn đi mê cung bí ẩn 2 lần đó các bạn. Đánh một lần thì chúng ta sẽ đánh 3 con boss, 2 lần thì chúng ta sẽ đánh 6 con boss, thế là chúng ta hoàn thành full nhiệm vụ. Rồi boss ban hội thì mỗi ngày vào chúng ta đánh nhanh thôi, khi nào mở show rem lên thì chúng ta đánh. Rồi, ngoài cái lời mời mong đợi các bạn thì chúng ta còn sự kiện gì nữa không? Ok, thì chúng ta còn một sự kiện nữa và mình đảm bảo rằng là rất là nhiều người đang mong chờ. Đó là sự kiện reset lại phù điêu các bạn. Chúng ta có cuộn lại phù điêu. Cuộn lại phù điêu ở đây thì nhiều bạn kêu là cuộn lại phù điêu này thì nó kêu là không được chọn lại phù điêu của tướng không gian. Ôi xin lỗi các bạn, tướng không gian chúng ta bỏ vào reset phù điêu bình thường nha. Có nhiều bạn kêu là không được chọn tướng không gian thì các bạn làm sao mà reset được của Ensama thì xin lỗi các bạn. Chúng ta vẫn có thể reset tướng không gian bình thường. Và Ensama là một trong những con tướng hàng đầu đáng được reset các bạn. Và chắc chắn ở account thần thô mình sẽ reset con Ensama. Còn account này thì gần như là mình sẽ không biết reset công gì các bạn. Hiện tại map bao mấy Lucretia vẫn đang phát huy sức mạnh rất tốt của mình. Và gánh tắp hệ mình sẽ không reset. Có thể con Elrin này sẽ được mình lôi ra nhưng nó hiện tại đang là cái con tướng duy nhất gánh tắp hệ rừng của mình. Nên mình cũng không các bạn. Emilia thì hiện tại vẫn đang là top Thalid, Rem cũng vậy. Còn ở Lika thì chắc chắn là không rồi các bạn. Abel cũng không. Nên nạc này gần như là mình sẽ không sử dụng cái cơ chế reset luôn các bạn để xem. Hoặc là có thể mình nghịch, mình nâng một con đó lên 90 xong rồi reset rồi mình nâng lại lên 60 chơi cũng được. Nó gọi là triệu chứng của những người bị quẩn đó các bạn. Bị quẩn ha, sự kiện không biết làm gì thì mình quẩn vòng vòng. Rồi chúng ta bắt lại nha. Thì sự kiện reset phù điêu này bác bỏ cái tin đồn tào lao của một bác nào đó kêu rằng sự kiện reset phù điêu này chúng ta không có reset được tướng không gian.
thì sự kiện này chúng ta hoàn toàn có thể reset được tướng không gian. Và nếu mà bạn nào lên những con như là Arthur, Ensama, đặc biệt là cái con Ensama đây, một trong những con tướng huyền thoại, một trong những con tướng với sự xuất hiện của nó đã làm rất nhiều con ao meta, nhưng mà sau này với sự xuất hiện của những con khác thì nó cũng đã bị ao meta, bắt đầu từ đời tướng thức tỉnh là con Athen các bạn, bắt đầu con này ao meta luôn, và tới giờ gần như là chúng ta rất ít sử dụng, đặc biệt là tới bây giờ con rem ra mắt nữa thì thôi thôi ra chuồng gà nằm luôn các bạn. Và đặc biệt con này ngày xưa nó rất mạnh, do đó rất là nhiều người đã nâng cho nó ship 40 và kể cả là phù điêu 80, phù điêu 100. Nên bây giờ là cơ hội để chúng ta reset, để nâng lên lại cho những con tướng khác các bạn. Và câu hỏi đặt ra là khi mà chúng ta, ví dụ chúng ta reset một cái con Ensama ấn 80 thì chúng ta sẽ nâng cho những con nào? Thì hiện tại ví dụ như Abel của chúng ta đang rất mạnh, đang một trong những con tướng kéo map cực kỳ ngon. Và chúng ta hoàn toàn có thể đẩy con này lên phù điêu là 80 hoặc là phù điêu 100 các bạn. Con Belinda, hoặc là có thể là các bạn sẽ lên phù điêu 80 cho con Athalia, không thì con AC cũng được bạn. Những con tướng nó rất xứng đáng nhận được cái mức phù điêu mạnh thay vì con Ensama. Không thì nếu mà bạn nào đang quá thiếu phù điêu mà có rất là nhiều con cần lên 60 mà các bạn chưa đủ tài nguyên để lên, thì chúng ta sẽ lựa chọn là nâng phù điêu 60 cho thêm một vài con khác các bạn nha. Đối với con ạc thần thô của mình thì chắc là mình sẽ quyết định, một là lên cái con Abel phù điêu 80, hai là mình sẽ lên con Atha phù điêu 80 các bạn. Tùy, mình sẽ lên một trong hai con phù điêu 80 nha. Và chắc là mình sẽ lựa chọn Abel, tại vì Abel mạnh với lại đẹp, cái lối chơi của Abel mình cũng khá thích các bạn. Nên mình sẽ có thể là mình sẽ lựa chọn Abel để mình lên cho Abel phù điêu 80. Rồi, và nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc reset phù điêu, các bạn đang băn khoăn không biết lựa chọn những con nào để reset phù điêu lại, để nâng lại, thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video. Mình với nhiều bạn là sẽ mình với nhiều bạn sẽ trả lời thắc mắc cho các bạn và góp ý để các bạn đưa ra một quyết định sáng suốt nhất. Cơ bản thì sự kiện reset phù điêu này lâu lâu nó mới xuất hiện một lần các bạn. Sự kiện reset phù điêu này lâu lâu nó mới xuất hiện một lần, rất lâu rồi nó mới quay trở lại, do đó chúng ta cần phải cân nhắc rất là kỹ khi mà các bạn đưa ra quyết định chọn tướng để reset, tránh reset nhầm một con tướng đang on meta. Một con tướng đang mạnh, đang on meta mà các bạn lại đi reset, sau đó những con out meta mà các bạn không đi reset thì rất phí nha các bạn, rất phí. Và ví dụ như là khi mà các bạn có cùng một lúc 3-4 con đều out meta và các bạn đang muốn reset, thì các bạn hãy lựa chọn một con phế nhất trong đó, hoặc là một con vừa phế mà các bạn vừa nâng mức phù điêu cao nhất để reset là quá hợp lý. Còn nếu mà các bạn nâng bằng nhau đều là phù điêu cấp 30, thì các bạn hãy chọn một con phế nhất và ít dùng nhất trong cái đám đó để các bạn lựa chọn reset là hợp lý nhất nha các bạn. Ok rồi, và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt, bye bye. I shall illuminate the path to victory.